Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Mẹ đã bị bắt trong vụ hai trẻ em bị chặt đầu. Cảnh sát đã bắt bà Natalie Rothwell, 44 tuổi, là mẹ của hai trẻ em được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đầu tại một ngôi nhà ở thành phố Lancaster, Nam California vào năm ngoái. Bà Rothwell bị bắt tại nhà riêng ở Tucson, tiểu bang Arizona, với hai tội danh giết người và gây nguy hiểm cho trẻ em liên quan tới cái chết của con trai 12 tuổi và con gái 13 tuổi của bà. Rothwell hiện đang chờ bị dẫn độ về California. Người cha của hai em là ông Maurice Ewell Taylor đã bị bắt vào tháng 12 năm ngoái và đã bị truy tố hai tội giết người liên quan đến cái chết của hai con của ông ta là Maurice và Mariaka. Theo công tố viên Los Angeles County, ông Taylor đã chặt đầu hai đứa con lớn và buộc hai con trai nhỏ 8 và 9 tuổi phải chứng kiến thi thể của anh chị của hai em. Hai bé trai này sau đó bị Taylor nhốt trong phòng ngủ vài ngày mà không có thức ăn. Ngoài tội giết người thì ông Taylor còn bị truy tố hai tội ngược đãi trẻ em có nguy cơ dẫn đến thiệt mạng liên quan đến hai bé trai nhỏ tuổi và còn sống. Ông Taylor sẽ ra tòa tại Lancaster vào ngày 10 tháng 11. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles County, các nạn nhân bị đâm chết vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, sau đó bị cắt đầu và thi thể của hai em vẫn bị bỏ trong ngôi nhà của gia đình khi cảnh sát đến nơi vào 5 ngày sau đó, vào ngày 4 tháng 12. Ông Taylor có thể bị hình phạt tối đa là 57 năm tù nếu bị kết tội trong mọi cáo trạng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì có một ông đã chết đuối sau khi trúng số 45.000 đô la. Trúng số cũng chưa chắc là may mắn. Một nạn nhân đã chết đuối tại tiểu bang Michigan đã được tìm thấy xác với tấm vé số trúng 45.000 Mỹ Kim ở trong bóp tiền. Ông Gregory Travis đã đến quán rượu Blue Water Inn ở thành phố Cassville, Michigan vào ngày 13 tháng 9 và mua một tấm vé số. Tấm vé này sau đó đã trúng giải độc đắc và ông Jarvis còn chụp một tấm hình trong đó cho thấy ông đang ngồi cầm tấm vé số trị giá là 45.000 Mỹ Kim. Bà Don Talaski, nhân viên quán rượu cho biết ông Jarvis quay lại quán Blue Water Inn vào ngày 19 tháng 9, mua bia rượu đãi mọi người nhưng vào lúc đó ông vẫn chưa nhận tiền thưởng. Ông ấy không thể nhận tiền thưởng vì không có thẻ an sinh xã hội và ông ấy đã nộp đơn để được cấp thẻ. Bà Talaski kể lại, khi ông Jarvis bước ra khỏi quán rượu vào buổi tối, thì đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông còn sống. Khi ông Jarvis không đến quán rượu vào ngày kế tiếp đó, thì bà Talaski cảm thấy có chuyện không ổn. Ông ấy thường đến đây mỗi ngày, do đó khi ông ấy vắng mặt, chúng tôi cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, bà Talaski nói. Vào ngày 22 tháng 9, người chủ chỗ làm của ông Jarvis ghé đến quán rượu, nói rằng ông đã không đi làm suốt mấy ngày. Đến sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 9, thì một người dân sống gần một bãi biển tư nhân đã báo cảnh sát về việc một thi thể bị sóng đánh lên bờ gần một chiếc thuyền mà sau đó được xác định là thuyền của ông Jarvis. Chúng tôi cho rằng ông ấy đang cột thuyền thì bị trượt chân và bị ngã, bị đập đầu vào thuyền, sau đó rơi xuống nước dẫn đến chết đuối. Không có tình huống khả nghi nào ở đây, cảnh sát cho biết. Nhà chức trách cũng điều tra vụ trúng số, nhưng sau đó xác định số tiền này không liên quan đến cái chết của ông Jarvis. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân có vết thương ở đầu, phù hợp với giả thuyết về việc ông bị té đập đầu vào thuyền và rơi xuống nước. Những người quen biết nói rằng ông Jarvis đã định dùng tiền trúng số để đi thăm cha và em gái ở North Carolina. Cơ quan xổ số Michigan xác nhận rằng những người trúng số trên 600 đô la nếu muốn đến lãnh tiền thưởng sẽ phải trình ra giấy căn cước có hình ảnh và thẻ an sinh xã hội bản gốc. Vé số trúng 45.000 đô la của ông Jarvis hiện đã được giao lại cho người thân của ông. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Sở Cảnh sát Los Angeles đã phát lệnh truy nã nghi phạm cưỡng hiếp dọa giết thiếu nữ 16 tuổi. Sở Cảnh sát Los Angeles, viết tắt là LAPD, đang truy nã một nghi phạm cưỡng hiếp và đe dọa giết một thiếu nữ 16 tuổi vào tuần trước. Theo LAPD, khoảng 9 giờ tối hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 9,
nghi phạm và nạn nhân đến trạm xe lửa ở trung tâm thành phố Long Beach để tới Los Angeles. Sau khi tới đó, nghi phạm và nạn nhân lên xe buýt và xuống xe ở khu vực ngã tư đường Vernon với đường San Pedro. Chỉ ít lâu sau khi cả hai bước xuống xe buýt, nghi phạm bất ngờ áp sát nạn nhân từ phía sau và nắm cổ cô. Sau đó thì nghi phạm kéo nạn nhân tới một bãi đậu xe gần đó, thực hiện hành vi hãm hiếp và còn dọa giết cô. Nghi phạm được mô tả là đàn ông khoảng 35 tuổi, cao khoảng 185cm, nặng khoảng 200 pound, tức là hơn 90kg, và có kiểu tóc dreadlock, tức là tóc bệnh thường. Khi thực hiện hành vi hãm hiếp, nghi phạm mặc áo trắng và quần đen. LAPD đã trích xuất từ camera an ninh gần bãi đậu xe hai bức ảnh của nghi phạm để kêu gọi người dân hỗ trợ. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì có một cuộc hỗn chiến giữa hai băng đảng ở trong tù khiến cho ít nhất 100 người chết, trong đó 6 người đã bị chặt đầu. Ngày 28 tháng 9, một vụ bạo lực giữa các băng đảng đã xảy ra tại nhà tù Penitenciaria del Litoral ở thành phố Guayaquil, Ecuador. Hãng tin Reuters cho biết, tính đến ngày 29 tháng 9, có ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong cuộc hỗn chiến này. Trong số những người thiệt mạng có 6 nạn nhân bị chặt đầu. Cảnh sát trưởng Fausto Viano cho hay, cuộc hỗn chiến đã xảy ra trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng vũ khí phi sát thương để ngăn chặn cuộc hỗn chiến và giành lại quyền kiểm soát nhà tù. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm các thi thể khác và xác minh danh tính của các thi thể được tìm thấy trong nhà tù. Số người tử vong có thể nhiều hơn. Cảnh sát trưởng Fausto Viano cho biết thêm, những sĩ quan cảnh sát đang có mặt tại hiện trường cũng bị các tù nhân tấn công. Một cảnh sát khác cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ một số vũ khí sau cuộc đột kích. Các quan chức tin rằng cuộc tranh chấp quyền lực bùng nổ giữa hai băng đảng Los Lobos và Los Choneros và họ phải chịu trách nhiệm trước cuộc hỗn chiến này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Mỹ đã phát hiện nhiều thực phẩm cho trẻ chứa kim loại nặng, độc hại bán tràn lan trên thị trường. Hôm thứ Tư ngày 29 tháng 9, báo cáo của Tiểu bang Kinh tế và Chính sách tiêu dùng của Hạ viện Mỹ cho biết hàm lượng kim loại độc hại như arsen, chì, cadmium, thủy ngân được phát có chứa bên trong một số loại thực phẩm dành cho trẻ em. Đài CBS News dẫn lời các nhà điều tra của tiểu bang cho biết hai sản phẩm ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh của công ty Gerber có chứa hàm lượng arsen vô cơ vượt mức cho phép của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Nhóm điều tra nhấn mạnh Gerber đã thất bại trong việc thu hồi những sản phẩm này tại Mỹ. Theo CBS News, sản phẩm ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh của Gerber có chứa hàm lượng arsen vượt mức cho phép theo tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, viết tắt là FDA. Snack Super Puff và nhiều sản phẩm khác của công ty Bloom Organics cũng được giám định là chứa hàm lượng kim loại nặng. Một số sản phẩm của Beech Nut cũng có hàm lượng arsen cao hơn mức cho phép của FDA. Báo cáo cũng cho biết rằng Walmart đã nâng mức arsen được cho phép trong các sản phẩm của công ty lên mức tối đa theo tiêu chuẩn của FDA. Phía Gerber từ chối trả lời về vụ việc này. Beech Nut cho biết họ đã thu hồi các sản phẩm ngũ cốc trong siêu thị và ngừng bán sản phẩm gạo cho trẻ sơ sinh. Trong khi đó, Walmart khẳng định rằng các sản phẩm của họ luôn tuân theo tiêu chuẩn của FDA. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì 1,8 triệu viên thuốc giả có chứa liều lượng fentanyl gây chết người đã bị thu giữ. Các nhà chức trách liên bang vào hôm thứ Năm thông báo đã thu giữ 1,8 triệu viên thuốc giả được cho là có chứa liều lượng fentanyl gây chết người và các loại thuốc khác. Tổng trưởng lý Lisa Monaco xuất hiện cùng với giám đốc cơ quan thực thi ma túy Ann Milgram cho biết những viên thuốc này đã được thu hồi chỉ trong 2 tháng qua như một phần của chiến dịch đàn áp liên bang nhằm giảm nhẹ tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, các nhà chức trách cho biết đã thu hồi được 9,5 triệu viên thuốc giả cho đến nay trong năm nay, nhiều hơn so với 2 năm trước cộng lại. Những con số như một bối cảnh nổi bật cho một điểm dữ liệu nghiệt ngã khác, kỷ lục 93.000 người ở Mỹ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều vào năm ngoái. Về màu sắc, kích thước và dấu hiệu,
Những viên thuốc này được tạo ra để trông giống như thuốc được kê đơn và đã được đổ vào Mỹ từ các hoạt động tạm thời ở Mexico. Các thành phần hóa học được sử dụng trong quá trình lắp ráp đã được truy xuất nguồn gốc từ Trung Quốc. Dựa trên quy mô của vụ thu giữ gần đây, các viên chức cho biết những viên thuốc này có thể đã góp phần gây ra cái chết quá liều của 700.000 người. Các viên chức cho biết số lượng thuốc giả có chứa fentanyl gây chết người đã tăng gần 430% kể từ năm 2019. Rủi ro do thuốc giả gây ra là chủ đề của cảnh báo an toàn công cộng do DEA ban hành vào đầu tuần này, bản tin đầu tiên như vậy trong 6 năm. Thông báo này nhằm làm nổi bật sự gia tăng đáng kể trên toàn quốc về thuốc giả được sản xuất hàng loạt bởi các mạng lưới tội phạm ma túy trong phòng thí nghiệm, được tiếp thị một cách lừa dối là thuốc kê đơn hợp pháp và đang giết chết những người Mỹ không nghi ngờ với tỷ lệ chưa từng có. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì gần 30% trạm xăng ở nước Anh đang trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu, nhiều trạm phải treo bảng ngưng phục vụ. Ngày 30 tháng 9, Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu của Anh, viết tắt là PRA, cho hay có 27% trạm xăng bán lẻ cạn nguồn hàng, tương đương với mức ghi nhận ngày 29 tháng 9. Các xe vẫn đang nối đuôi thành hàng dài tại các trạm xăng dầu trên khắp nước Anh để chờ mua nhiên liệu, nhiều nhất là ở London và vùng England. Người đứng đầu PRA, Gordon Balmer, cho biết dù các thành viên hiệp hội đã cố gắng đẩy mạnh phân phối, nhưng nhiên liệu vẫn hết rất nhanh do nhu cầu tăng cao chưa từng có sau một tuần chờ đợi. Gordon Balmer khẳng định nguồn dự trữ tại các nhà máy lọc dầu và trạm xăng vẫn bảo đảm. Trong tuần qua, thì các trạm xăng dầu trên khắp nước Anh đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, thậm chí các trạm xăng bán lẻ phải treo biển ngưng phục vụ. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhiên liệu trên khắp nước Anh là do nguồn cung khan hiếm, thiếu lái xe tải vận chuyển và giá bán buôn khí đốt tự nhiên trên toàn châu Âu tăng mạnh, khiến nhiều công ty năng lượng đứng trên bờ vực phá sản. Hiện chính phủ Anh đã điều động binh sĩ tham gia lái xe bồn cung cấp xăng dầu cho các trạm xăng để khắc phục tình trạng khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì phát hiện ra khủng long mặt cá sấu dài gần 9 mét. Các nhà khoa học công bố phát hiện hóa thạch của hai khủng long săn mồi khổng lồ mới ở trên hòn đảo White, phía nam của nước Anh, nằm cách bờ biển Hampshire từ 3 đến 7 km. Đảo White là một thắng cảnh thu hút khách du lịch, nhưng trong quá khứ, nó từng là hòn đảo khủng long với số lượng lớn hóa thạch còn được lưu giữ cho tới ngày nay. Trong một nghiên cứu xuất bản hôm 29 tháng 9 trên tạp chí Scientific Reports, các nhà cổ sinh vật học từ Đại học Southampton báo cáo tiếp tục phát hiện thêm các bộ xương có niên đại cách đây khoảng 125 triệu năm thuộc hai loài khủng long ăn thịt chưa từng được mô tả trước đây. Một loài được đặt tên là Ceratosuchus inferoreus, có nghĩa là diệt địa ngục mặt cá sấu có sừng. Nó có phong cách săn mồi tương tự loài diệc ngày nay và đặc trưng bởi khuôn mặt giống như cá sấu cùng một chiếc sừng ngắn ở trên đầu. Diệc chủ yếu sử dụng chiếc mỏ dài của chúng để bắt sinh vật thủy sinh xung quanh rìa của các dòng nước. Diệc địa ngục cũng vậy, nhưng có chế độ ăn linh hoạt hơn. Chiếc miệng khổng lồ và bộ hàm mạnh mẽ cho phép chúng săn cả động vật lớn ở trên cạn. Ceratosuchus inferoreus thường lội xuống các vùng nước nông để bắt cá, bắt rùa và cá sấu non, đồng thời có thể săn động vật có vú và các loài khủng long khác ở trên cạn. Giống như diệc, chúng nhanh nhẹn và có thể dễ dàng hạ gục con mồi. Đồng tác giả nghiên cứu David Hall, là giảng viên tại Đại học Queen Mary của Anh, cho biết loài khủng long còn lại được gọi là Riparo Venato Mineria, có nghĩa là thợ săn bờ sông Mina. Miner ở đây không phải tên của một con sông mà để tưởng nhớ nhà cổ sinh vật học người Anh mới qua đời, Angela Milner. Cả hai kẻ săn mồi này đều dài gần 9 mét và có hộp sọ dài 1 mét. Chúng được xếp vào họ đại long xương gai trong lớp khủng long chân thú. Hóa thạch Spinosauridae ngày nay được phát hiện trên khắp thế giới, nhưng chúng có thể đã tiến hóa ở châu Âu trước khi di cư đến những khu vực khác. Hóa thạch của hai kẻ săn mồi này sẽ sớm được trưng bày
tại bảo tàng đảo khủng long ở Sendai, White. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Bắc Hàn đã tiến hành vụ thử hỏa tiễn lần thứ tư. Hãng tin AP cho biết Bắc Hàn đã tiến hành một vụ phóng thử hỏa tiễn phòng không. Đây là vụ thử hỏa tiễn lần thứ tư trong những tuần gần đây kể từ khi kết thúc 6 tháng gián đoạn các vụ phóng. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Bắc Hàn vẫn không phản đối đề nghị từ Nam Hàn về việc bắt đầu khôi phục các đường dây điện thoại và fax giữa hai nước hầu như không hoạt động trong hơn một năm, theo Bộ Thống nhất Seoul. Việc Bắc Hàn thiếu phản ứng trái ngược với thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi đầu tuần rằng ông sẵn sàng khôi phục đường dây nóng có liên lạc với Nam Hàn. Đồng thời, ông bác bỏ các đề nghị từ Mỹ để bắt đầu đối thoại, gọi đó là một nỗ lực xảo quyệt nhằm ngụy trang cho thái độ thù địch của Mỹ đối với Bắc Hàn. Ông Kim cũng nói rằng Nam Hàn cần từ bỏ thái độ đối phó nước đôi nếu muốn quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tiến triển, theo hãng tin AP. Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ thường công khai xác nhận các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ngay sau khi chúng xảy ra, nhưng họ đã không làm như vậy vào hôm thứ Năm, cho thấy vũ khí được thử nghiệm có thể là một loại khác. Tham mưu trưởng Liên quân Seoul cho biết hôm thứ Sáu rằng giới chức tình báo Nam Hàn và Mỹ đã theo dõi các hành động của Bắc Hàn nhưng không nêu chi tiết. 3 tuần trước, Bắc Hàn nối lại các vụ thử hỏa tiễn như đã từng làm trước đây. Bắc Hàn đã kết hợp việc phô trương vũ lực với một cử chỉ hòa giải hơn khi đề nghị kích hoạt lại các đường dây nóng mà Bắc Hàn và Nam Hàn sử dụng để thiết lập các cuộc họp, sắp xếp các cửa khẩu và tránh các cuộc đụng độ ngẫu nhiên. Ngoại giao nhằm mục đích khiến Bắc Hàn từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy kinh tế và chính trị, phần lớn đã đi vào bế tắc kể từ đầu năm 2019. Điều đó đã khiến Bắc Hàn phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu, vào thời điểm nền kinh tế của nước này đang phải chịu những thất bại lớn do đại dịch coronavirus. Các hành động mới nhất của Bắc Hàn xuất hiện nhằm mục đích gây sức ép với Nam Hàn, quốc gia muốn cải thiện mối quan hệ căng thẳng trên bán đảo, thuyết phục Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt. Hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết vụ thử tên lửa phòng không có ý nghĩa rất thiết thực trong việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tên lửa phòng không triển vọng khác nhau. Kim Yong-jup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Bắc Hàn ở Seoul cho biết vụ phóng dường như là giai đoạn ban đầu của một cuộc thử nghiệm nhằm phát triển một loại hỏa tiễn được thiết kế để bắn hạ hỏa tiễn và máy bay của đối phương. Ông cho biết hỏa tiễn này giống hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, có tầm bắn tối đa là 400 cây số và được cho là có khả năng đánh chặn máy bay phản lực tàng hình. Trong buổi lễ ngày lực lượng vũ trang hôm thứ Sáu, Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in thề sẽ đẩy lùi bất kỳ nỗ lực nào đe dọa cuộc sống của người dân nước mình và sẽ nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài, nhưng ông không đề cập đến các cuộc thử nghiệm gần đây của Bắc Hàn nhằm nỗ lực duy trì khả năng đàm phán giữa hai miền Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Washington chắc chắn ủng hộ đối thoại liên Triều về nguyên tắc, nhưng ông cho biết Mỹ lo ngại về các vụ phóng gần đây của Bắc Hàn mà theo ông là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và tạo ra triển vọng lớn hơn cho sự bất ổn và mất an ninh. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, ông Joe Biden đã ký một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn việc chính phủ đóng cửa đến ngày 3 tháng 12. Sau khi Thượng viện và Hạ viện thông qua vào ngày 30 tháng 9, thì ông Joe Biden đã ký dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn việc chính phủ phải đóng cửa vì cạn kiệt kinh phí vào ngày 1 tháng 10. Theo đó, dự luật tài trợ cho các hoạt động của chính phủ đến hết ngày 3 tháng 12, bao gồm 28.6 tỷ cứu trợ thiên tai bổ sung và 6.3 tỷ tái định cư người tị nạn Afghanistan. Sau khi ký xong dự luật, thì ông Joe Biden tuyên bố dự luật sẽ giúp chính phủ Mỹ đáp ứng các nhu cầu quan trọng và cấp bách của quốc gia như cứu trợ hai tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Ida và các thảm họa thiên nhiên tàn khốc khác gây ra. Đồng thời, khoản tài trợ sẽ giúp chúng ta tái định cư các đồng minh Afghanistan tại Mỹ và hỗ trợ cho cuộc chiến chống COVID-19. Theo ông Joe Biden, việc thông qua dự luật này đã nhắc nhở lưỡng đảng Mỹ hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Điều này sẽ cho Mỹ thời gian để
để thông qua nguồn vốn dài hạn hơn nhằm duy trì hoạt động của chính phủ và mang lại lợi ích cho người dân Mỹ. Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ với khoản nợ công là 28.000 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đưa ra cảnh báo không thể thanh toán các hóa đơn của Bộ Tài chính vào ngày 18 tháng 10. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, chính phủ có khả năng vỡ nợ. Tuần trước, thì Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu chuẩn bị về khả năng chính phủ đóng cửa khi ngân sách chính phủ sắp hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn. Và đừng quên nhấn nút subscribe nếu quý vị chưa subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra những video mới nhất. Cảm ơn quý vị.